Thưa quý vị, ròng rã gần nửa tháng qua, bất chấp thời tiết mưa lũ, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh vẫn bám sát hiện trường thủy điện Rào Trăng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Mỗi một tiến triển dù là nhỏ nhất cũng là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi hiện trường cứu hộ cứu nạn được đánh giá là hết sức phức tạp. Đường đi hiểm trở lại bị chia cắt do sạt lở liên tục. Phóng sự từ hiện trường của nhóm phóng viên ANTV Huế. Liên tục từ ngày 12 tháng 10 đến nay, các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an các đơn vị địa phương Thừa Thiên Huế đã liên tục có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, cung cấp lương thực thực phẩm, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm và vận chuyển cán bộ công nhân mất tích và người bị nạn mắc kẹt lại thủy điện Rào Trăng Ba. Quá trình triển khai cũng gặp rất là nhiều bất lợi về địa hình, địa bàn, sóng nước, sóng to, gió lớn, rồi các cái nhánh sông nó chằng chịt, rất là khó khăn trong cái vấn đề định hình, định hướng. Đồng thời nước chảy rất là xiết, ra giữa mặt sông gió lớn, nên là cũng ảnh hưởng khó khăn, đó là khó khăn trong công tác triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Cùng với nỗ lực của lực lượng cứu hộ cứu nạn, công an Thừa Thiên Huế, cả cấp chính quyền và người dân địa phương đã luôn sát cánh giúp đỡ lực lượng chức năng để cấp cứu công nhân bị thương, vận chuyển nhu yếu phẩm, xăng dầu, thiết bị với mong muốn góp phần công sức nhỏ bé để đưa những cán bộ công nhân mất tích ở Rào Trăng sớm về lại với gia đình quê hương. Thì em cũng dân địa phương cũng là việc đường xã để dẫn cho mấy anh đi lên Rào Trăng bụng. Nếu trời bình thường trời nắng nóng thì nói chi cho trời mưa gió đi dưới đường khó khăn lắm, tại sóng gió đâu nguy hiểm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế đã đưa 24 cán bộ công nhân về an toàn, 4 thi thể để xác định danh tính, giao cho gia đình an táng và cung cấp vận chuyển hàng trăm thùng mì tôm, gạo, xăng dầu, thiết bị thông tin, phục vụ hiệu quả cho công tác cứu hộ cứu nạn trong những ngày qua.